Kevin De Bruyne có thể được coi là chân kiến tạo hàng đầu tại ngoại hạng Anh trong thời điểm hiện tại. Thế nhưng ít ai biết được rằng để có được sự nghiệp thành công như ngày hôm nay, chàng tiền vệ người Bỉ đã phải đánh đổi không ít. Câu chuyện cuộc đời của De Bruyne rất thú vị khi anh đã từng bị ruồng bỏ bởi một gia đình nhận nuôi anh. Suýt nữa bị đuổi khỏi học viện, bị bạn gái và chính người đồng đội của mình phản bội, hay phải trải qua vô vàn khó khăn mới có được như ngày hôm nay. Có lẽ chính sự tức giận và nỗi buồn là nhiên liệu để De Bruyne vươn đến đỉnh cao chăng? Hãy cùng tìm hiểu về tiểu sử của chàng tiền vệ tài năng qua video ngày hôm nay. Mọi chuyện bắt đầu trong khu vườn của nhà anh, nơi mà mỗi khi chơi bóng, Kevin đã nhiều lần làm vỡ những chậu cây sau nhà. Vì vậy ông bà Hewitt và Anna đã bắt anh chơi bóng bằng chiếc chân không thuận để khiến Kevin có thể nhẹ chân hơn. Thế nhưng nhìn lại, quyết định này thật sự đúng đắn và đã mang lại lợi ích không nhỏ cho sự nghiệp của cầu thủ sinh năm 1991. Khi lên 8 tuổi, Kevin sau 2 năm gia nhập câu lạc bộ địa phương Đồng En, cậu nhóc Kevin lúc đó đã muốn được phát triển tốt hơn. Vì vậy, tiền vệ của Manchester City ngày ấy đã nói với huấn luyện viên của mình một cách dứt khoát rằng anh nghĩ các buổi tập ở Gent tốt hơn và rồi chuyển đến câu lạc bộ mới. Tuy nhiên, mọi thứ ở Gent không hề dễ dàng hơn đối với Kevin. Anh không phải là một kẻ cá biệt, nhưng Kevin ít nói một cách kỳ lạ, song anh lại có một tính cách thực sự đặc biệt. Cầu thủ sinh năm 1991 rất trung thực và có một khát vọng to lớn, và có vẻ như điều đó đã khiến các đồng đội của anh khi ấy, thậm chí là cả huấn luyện viên cũng cảm thấy không ổn. Họ đã cố gắng hết sức để khiến Kevin trở nên bình thường, song cũng chính huấn luyện viên đó đã phải thừa nhận rằng anh ta bướng bỉnh như một con la. Nhưng tôi bây giờ thấy rằng đó là điều khiến anh ấy trở nên tuyệt vời. Bất chấp điều đó, theo thời gian, tin tức về tài năng tuyệt vời của Kevin đã lan truyền rất nhanh và đến với tai các tuyển trạch viên của Gent, một đội bóng chuyên nghiệp của Bỉ. Họ đã thuyết phục cậu nhóc 15 tuổi gia nhập lò đào tạo trẻ của câu lạc bộ. Nhưng chính tại thời điểm này, De Bruyne đã trải qua sự tan vỡ lớn đầu tiên trong cuộc đời của mình. Sau một năm sống cùng tập thể, Gen đã có một sự sắp xếp đặc biệt để các cầu thủ trẻ thay vì được luyện tập trong cơ sở của họ, thì bây giờ sẽ được tổ chức nuôi dưỡng bởi một gia đình địa phương. Và vì vậy De Bruyne cùng với hai người đồng đội của mình đã chuyển đến sống cùng gia đình mới này. Với gia đình mới, Kevin cảm thấy không còn cô đơn và điều ấy đã giúp anh hòa nhập rất nhanh. Mọi chuyện đã diễn ra một cách suôn sẻ, Kevin có thành tích học tập tốt và trên sân bóng, tài năng của anh ngày càng phát triển và nở rộ. Thế nhưng rồi khi vào mùa hè, Kevin trở về nhà và mẹ ruột của cậu đã nói rằng gia đình nhận nuôi Kevin đã gọi điện cho bà. Họ không muốn anh tiếp tục ở đó nữa. Họ cho rằng Kevin quá lầm lì và khó có thể giao tiếp. Chính điều này đã định hình phần còn lại của cuộc đời tiền vệ người Bỉ. Điều tồi tệ nhất thậm chí không phải là anh đã bị bỏ rơi bởi những người trong gia đình nhận nuôi mình. Vấn đề là câu lạc bộ đã được gia đình ấy liên lạc. Và bây giờ họ nghĩ rằng Kevin là một vấn đề, đến nỗi họ không sẵn sàng trả tiền cho một gia đình nuôi dưỡng khác để chăm sóc anh. Thay vào đó, anh ta sẽ được gửi đến một khu tập thể khác, khu tập thể dành cho những đứa trẻ cá biệt. Cuối cùng, khi đã dịu đi cú sốc, anh chấp nhận và tự nhủ với chính mình: mọi thứ sẽ ổn thôi, trong 2 tháng nữa tôi sẽ có mặt ở đội 1. Sau một mùa hè năm đó, Kevin quay trở lại đội bóng và quyết tâm với mục tiêu trở thành thành viên của đội 1. Và cơ hội đã đến với anh trong một trận đấu với đội B. Kevin vào sân trong hiệp 2 và đã ghi liền 5 bàn thắng. Đó là một màn trình diễn quá đỗi ấn tượng để ban lãnh đạo đội bóng có thể ngay lập tức điền tên anh vào danh sách đội 1. Điều đó xảy ra trong khoảng 1 tháng 20 ngày, nhanh hơn những gì anh đã hứa. Câu lạc bộ muốn đưa anh trở lại gia đình nhận nuôi năm xưa. Gia đình ấy cũng đến và nói rằng tất cả chỉ là hiểu lầm. Nhưng Kevin đã không đồng ý bởi vì họ từng ném anh vào thùng rác, mà bây giờ lại muốn anh trở lại sau khi đã thành công. Thật nực cười. Năm đầu tiên ở đội 1, Kevin gần như không được ra sân. Mùa giải thứ 2, anh đã có cơ hội thi đấu nhiều hơn. Nhưng đến mùa giải thứ 3, Kevin mới bắt đầu bùng nổ thật sự. Cùng năm đó, anh ấy còn tiến thêm một bước nữa. Anh đã có màn ra mắt ở đội tuyển Bỉ. Điều này ngay lập tức gây ấn tượng với mọi người ở đó. Vincent Kompany thậm chí còn nói rằng khi buổi tập đầu tiên của họ kết thúc, tất cả các cầu thủ đều trò chuyện với nhau kiểu như: này, bạn có thấy điều đó không? Cậu ta mới 19 tuổi và sẵn sàng để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất đội. Tất cả đều ngạc nhiên với tài năng xuất chúng của Kevin De Bruyne khi ấy. Cá tính của Kevin cũng thật đặc biệt. Ở tuổi 19, anh đã nói thẳng với ngôi sao của đội để phàn nàn rằng anh ta đã không làm việc chăm chỉ trong tập luyện. Sau đó vào năm 2012,
Kevin đã rất khó chịu với những màn trình diễn kém cỏi của các đồng đội. Anh đã sử dụng cuộc họp báo sau trận đấu để nói rằng: "Tôi xấu hổ với các đồng đội, đề nghị những ai không còn khát khao thi đấu thì hãy ra đi." Nhưng cuối cùng De Bruyne mới là người ra đi, nhưng là để đi tới một câu lạc bộ lớn hơn, Chelsea. Các tuyển trạch viên của The Blue là những người đã rất ấn tượng với màn trình diễn của anh, đến nỗi họ dự định biến Kevin trở thành người thay thế cho Frank Lampard. Nhưng trước đó anh sẽ đến Werder Bremen theo dạng cho mượn vào mùa giải 2012-2013. Tại Bundesliga, anh nhanh chóng khẳng định vị thế là một trong những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới khi ấy. Nếu như những tài năng trẻ khác tạo nên vị thế cho mình với những kỹ thuật hào nhoáng, thì De Bruyne lại chơi bóng một cách đơn giản nhưng đầy hiệu quả. Bởi đúng như Johan Cruyff đã từng nói, bóng đá rất đơn giản, nhưng chơi bóng đá đơn giản mới là thứ khó nhất. Ngay cả khi Bremen đang phải xuống hạng ở mùa giải năm ấy, De Bruyne vẫn ghi được tới 10 bàn thắng và có 9 pha kiến tạo để xứng đáng nhận được giải cầu thủ trẻ của năm. Và đó cũng là lúc anh quay trở lại với Premier League. Song Kevin De Bruyne đã không thể tập trung ở mùa giải năm đó khi tháng 4 năm 2013. Trước khi quay trở lại Chelsea, anh đã bị cô bạn gái Caroline cắm sừng. Và người khiến Kevin mọc sừng không ai khác, lại cay đắng thay chính là người đồng đội tại đội tuyển Bỉ, Thibaut Courtois. Sau khi trở lại Chelsea, Kevin phải cạnh tranh với nhiều hảo thủ khi ấy như Juan Mata, Eden Hazard, Willian, Andersuo và cả Oscar. Những màn thể hiện kém ấn tượng của De Bruyne sau 9 lần ra sân trong màu áo xanh của Chelsea đã khiến anh phải rời đội chỉ sau nửa năm. Không bàn thắng, một kiến tạo là thành tích của anh khi ấy. Tháng 1 năm 2014, De Bruyne trở lại Đức, khoác áo Wolfsburg dưới dạng cho mượn. Tiền vệ người Bỉ tiếp tục chơi bùng nổ và đã thuyết phục sói xanh mua đất anh ngay hè 2014. Tiếp đà phong độ thăng hoa, mùa giải 2015 chứng kiến một Kevin đang dần trở thành một ngôi sao lớn thực thụ. Với 16 bàn thắng và 27 kiến tạo trên mọi đấu trường, De Bruyne đã được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất nước Đức năm 2015. Và nếu bạn đang thắc mắc làm thế nào mà anh có thể quay trở lại một cách mạnh mẽ như vậy sau khi chịu nhiều tổn thương, đơn giản là vì Kevin đã gặp được người vợ tương lai xinh đẹp, Michela Krối của mình. Vào khoảng thời gian ấy, chính cô là người đã góp phần không nhỏ cứu vớt sự nghiệp của chàng tiền vệ tài hoa người Bỉ. Ngày 30 tháng 8 năm 2015, De Bruyne chính thức gia nhập Manchester City. Nửa xanh thành Manchester phải bỏ ra 75 triệu euro để có được chữ ký của tiền vệ người Bỉ, cái giá đắt nhất trong lịch sử mua bán cầu thủ tại giải Bundesliga khi đó. Và phần còn lại là lịch sử. Kevin vẫn tiếp tục viết nên lịch sử đó. Dưới triều đại của Pep Guardiola, anh trở thành cầu thủ xuất sắc nhất ở vị trí của mình, một chân kiến tạo hàng đầu thế giới. Mùa giải 2017-2018, Kevin cùng tập thể Manchester City khi ấy đã lên ngôi vô địch với 100 điểm. Còn ở mùa giải 2019-2020, anh đoạt danh hiệu vua kiến tạo của giải đấu, đồng thời cân bằng kỷ lục 20 đường kiến tạo một mùa của huyền thoại Thierry Henry. Cho đến nay Kevin vẫn đang giữ phong độ của mình, anh vẫn là chân kiến tạo hàng đầu ngoại hạng Anh trong hệ thống của Pep Guardiola. Điều đáng tiếc nhất đối với Kevin đó là anh chưa thể lên ngôi tại Champions League cũng như dẫn dắt thế hệ vàng của tuyển Bỉ đến với một danh hiệu lớn nào. Tuy nhiên biết đâu trong tương lai, điều ấy lại có thể xảy ra khi Man City đang có cơ hội rất lớn để giành được chiếc cúp tai voi danh giá đầu tiên trước Inter Milan. Hãy cùng chờ xem nhé!